Nếu đem công đức của chư Bồ Tát so sánh với công đức của Phật, thì trong trăm ngàn vạn ức phần chẳng bằng một, dẫn đến chẳng có toán số thí dụ nào có thể đem ra so sánh kịp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát sơ phát tâm nên niệm những pháp gì? Phật dạy, này Tu Bồ Đề nên niệm nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là nhất thiết chủng trí? Thế nào là duyên, là tăng thượng, là hành, là tướng của nhất thiết chủng trí? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, nhất thiết chủng trí là vô sở hữu, vô niệm, vô sanh, vô thị, chẳng chỗ có, chẳng niệm, chẳng sanh, chẳng hiển thị. Ông hỏi về duyên, về tăng thượng, về hành, về tướng của nhất thiết chủng trí chăng? Này Tu Bồ Đề, nhất thiết chủng trí là vô pháp, lấy vô duyên làm duyên, lấy niệm làm tăng thượng, lấy tịch diệt làm hành, lấy vô tướng làm tướng, đó là duyên, là tăng thượng, là hành, là tướng của nhất thiết chủng trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chỉ có nhất thiết chủng trí là vô pháp, hay là sắc thọ tưởng hành thức dẫn đến hữu vi tướng, vô vi tướng cũng đều là vô pháp. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, sắc là vô pháp, dẫn đến hữu vi tướng, vô vi tướng cũng đều là vô pháp cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà nhất thiết chủng trí là vô pháp, sắc dẫn đến hữu vi tướng, vô vi tướng đều là vô pháp. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì nhất thiết chủng trí là tự tánh không, mà pháp tự tánh không tức là vô pháp vậy, sắc dẫn đến hữu vi tướng, vô vi tướng cũng là như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà các pháp là tự tướng không? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh, nên ở nơi pháp chẳng có tự tánh, mà pháp chẳng có tự tánh tức là vô pháp. Bởi vậy nên Bồ Tát biết hết thảy pháp đều là vô tánh. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tánh không vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là tánh không, thì Bồ Tát sơ phát tâm phải dùng phương tiện gì để hành đảm ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật, nhằm thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh? Phải dùng phương tiện gì để hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, ba tam muội không vô tướng và vô tác, tám bối xả, chín thứ đại định, mười phần lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi dẫn đến nhất thiết chủng trí nhằm thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học hết thảy pháp vô tánh mà vẫn có thể thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh, vì biết rõ thế giới và chúng sanh cũng đều là vô tánh, đó chính là được phương tiện của Bồ Tát vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật là tu học Phật đạo, dẫn đến hành nhất thiết chủng trí là tu học Phật đạo. Thế nhưng Bồ Tát biết rõ Phật đạo cũng là vô tánh. Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật là tu học Phật đạo, dẫn đến chưa thành tựu mười Phật lực, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, tại tử đại bi, nhất thiết chủng trí cũng là tu học Phật đạo. Khi đã được đầy đủ các nhân duyên Phật đạo rồi, Bồ Tát dùng nhất niệm tương ưng huệ được nhất thiết chủng trí. Lúc bấy giờ hết thảy các phiền não tập khí chẳng còn sanh, nên Bồ Tát dùng Phật nhãn quán khắp cõi đại thiên thế giới, thấy vô pháp còn chẳng có, huống nữa là hữu pháp. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải hành vô tánh bát nhã ba la mật mới có được phương tiện, vì vô pháp còn chẳng có, hơn nữa là hữu pháp. Này Tu Bồ Đề, khi bố thí, Bồ Tát chẳng biết có pháp bố thí, có người thọ thí, có Bồ Tát tâm, vì vô pháp còn chẳng biết được, hơn nữa là hữu pháp. Dẫn đến khi hành nhất thiết chủng trí, Bồ Tát chẳng biết có người đắc, có pháp đắc, có chỗ đắc, vì vô pháp còn chẳng biết, hơn nữa là hữu pháp. Vì sao? Vì tánh của hết thảy pháp vốn là như vậy, chẳng phải do Phật làm ra, chẳng phải do Thanh Văn và Bích Chi Phật làm ra, cũng chẳng phải do ai khác làm ra, vì hết thảy pháp đều chẳng có tác giả làm ra vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, hết thảy pháp đều là tánh ly chăng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, hết thảy pháp đều là tánh ly. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là tánh ly, thì làm sao pháp ly lại biết được pháp ly? Pháp ly là hữu pháp hay là vô pháp? Vì sao? Vì vô pháp chẳng thể biết vô pháp, hữu pháp chẳng thể biết hữu pháp, vô pháp chẳng thể biết hữu pháp chẳng thể biết vô pháp. Bạch Thế Tôn, như vậy là hết thảy pháp đều chẳng có tướng, thì làm sao Bồ Tát có thể phân biệt nói có hữu pháp và nói có vô pháp?
Phật dạy, này Tu Bồ Đề, tùy theo thế tục đế mà Bồ Tát vì chúng sanh nói có, nói không thì chẳng phải là đệ nhất nghĩa đế. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế khác nhau chăng? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế chẳng có sai khác nhau. Vì sao? Vì thế đế như, tức là đệ nhất nghĩa như. Vì chúng sanh chẳng biết được như vậy nên Bồ Tát phải vì chúng sanh nói có, nói không vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, vì chúng sanh ở nơi năm ấm mà khởi chấp tướng, chẳng biết năm ấm là chẳng có tướng, vô sở hữu tướng, nên Bồ Tát phải vì họ nói có, nói không. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Luận, ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy, vô sở đắc tức là đắc, sanh tâm hoan hỷ, bạch Phật rằng, Bát Nhã Ba La Mật rất thập thâm, Bồ Tát vì chúng sanh mà làm các việc rất khó làm, y như người muốn trồng cây giữa hư không vậy. Phật dụ, Phật thọ, cây Phật là cây đại thọ đem lá, hoa, quả, hạt làm lợi ích chúng sanh, từ thô đến tế, từ cạn đến sâu. Ví như vòm lá cây che nắng mặt trời đem lại sự im mát, cũng như vậy Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, đưa họ ra khỏi ba đường ác, là những nơi nóng bức khổ đau, khiến họ thoát được các khổ. Ví như hoa với màu sắc tươi đẹp, hương thơm thanh khiết đem lại sự tươi vui, cũng như vậy Bồ Tát đem bố thí chỉ giới giáo hóa chúng sanh, khiến họ được hưởng các phước lạc ở cõi trời và cõi người. Ví như cây có nhiều quả, có màu sắc tươi đẹp, hương vị thơm ngon, cũng như vậy Bồ Tát đem ba thừa đạo giáo hóa chúng sanh, khiến họ được bốn quả thành văn, quả bích chi Phật dẫn đến quả Phật. Ngài Tu Bồ Đề nghe như vậy, sanh tâm hoan hỷ, bạch Phật: Bồ Tát do nhân duyên đoạn dứt hạt giống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nên như là Phật rồi vậy. Phật dạy: Đúng như vậy, nếu chẳng có Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề thì ở thế gian chẳng có thanh văn bích chi Phật, cũng chẳng đoạn dứt cảnh chúng sanh đoạn về ba đường ác, qua lại trong ba cõi. Vì Bồ Tát được pháp như nên gọi là Như Lai, sắc dẫn đến hữu vi tánh, vô vi tánh đều là như, chẳng có sai khác. Bồ Tát học pháp như mà được nhất thiết chủng trí nên nói là như Phật, chẳng có sai khác. Phật là như, Bồ Tát cũng là như, hết thảy các pháp đều là như, chẳng có pháp nào mà chẳng vào trong như vậy. Hỏi: Nếu Bồ Tát được như mà gọi là như Phật thì vì sao hết thảy chúng sanh cũng có tánh như mà chẳng gọi là như Phật? Đáp: Do nhân duyên chúng sanh cũng có tánh như mà chẳng phát khởi tánh như, chẳng làm lợi ích chúng sanh, dẫn đến chẳng được nhất thiết chủng trí nên chẳng được gọi là Như Lai. Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật, như học Bát Nhã Ba La Mật như mới được hết thảy pháp như, mới vào được nơi thật tướng pháp, mới được tự tại ở nơi hết thảy pháp. Bồ Tát được tự tại ở nơi hết thảy pháp nên biết rõ được căn chúng sanh, biết rõ những chúng sanh có căn đầy đủ ở trong ba thừa. Bồ Tát biết rõ người có tín căn, người chẳng có tín căn, người có tín lực, người chẳng có tín lực, vân vân. Bồ Tát biết rõ người có đầy đủ năm căn năm lực mới có thể ra khỏi thế gian. Vì có đầy đủ tín căn tín lực mới có thể thọ trì các thiện pháp mà chẳng nghi hối. Người có tấn căn tấn lực dù chưa thấy được đạo cũng đã nhất tâm tinh tấn cầu đạo, chẳng ngưng nghỉ, chẳng tiếc thần mạng. Người có niệm căn niệm lực thì thường nhớ nghĩ đến lời thầy dạy, thường hành các thiện pháp, xa lìa ác pháp. Người có định căn định lực thường nhiếp tâm chẳng lao động, chẳng lay động, do có định mà khởi sanh được trí huệ. Người có huệ căn huệ lực mới có thể thật quán được thật tướng các pháp. Người đầy đủ năm căn được chia làm hai hạng, đó là người thành tựu Bồ Tát căn là người có đại thừa tâm, người thành tựu nhị thừa căn là người có tiểu thừa tâm. Bồ Tát lại thấy có người tuy nay đã được đầy đủ năm thiện căn mà chưa thể độ được vì đời trước có phạm trọng tội, vân vân. Bởi vậy nên tôi nên nói Bồ Tát biết rõ hết thảy nghiệp nhân duyên của chúng sanh. Bồ Tát phải được túc mạng thông mới biết rõ được các nghiệp nhân duyên của chúng sanh. Bồ Tát phải được nguyện trí mới biết rõ được các sự việc trong ba đời. Biết rõ như vậy, để vì chúng sanh nói hết các nghiệp nhân duyên của họ ở đời vị lai, thì như nói rõ nhân duyên ở đời vị lai họ sẽ bị đọa địa ngục, khiến họ sanh tâm sợ hãi. Do sợ hãi mà quyết được phục tâm, nhờ vậy mà dễ được độ.
Ví nhân nói, nhân duyên ở đời vị lai họ được hưởng phước đức, khiến họ sanh tâm hoan hỷ, nhờ vậy mà dễ được độ. Bồ Tát phải được trí huệ ba đời thanh tịnh mới thông đạt các pháp vô ngại, biết rõ các quả báo thiện hay ác của chúng sanh ở đời vị lai, biết rõ ở hiện đời có các tánh lợi hay đội, vân vân. Biết rõ như vậy nên mới có thể tùy duyên nói pháp khiến chúng sanh được nhiều lợi ích. Bồ Tát thanh tịnh Phật độ rồi mới được nhất thiết chủng trí, được nhất thiết chủng trí rồi mới chuyển pháp luân, đem an lập chúng sanh vào nơi vô dư niết bàn. Do học hết thảy pháp như mà Bồ Tát thành tựu được vô lượng công đức như trên, đúng như lời Phật dạy. Bồ Tát muốn được hết thảy công đức được tự lợi và lợi tha thì phải phát tâm vô thượng Bồ Đà. Ngài Tu Bồ Đà nghe nói đến vô lượng công đức của Bồ Tát, bèn bạch Phật rằng Bồ Tát nào đúng như thuyết mà hành thâm bát nhã ba la mật thì hết thảy thế gian đều phải lễ. Phật ấn chứng lời nói của Ngài Tu Bồ Đà. Ngài Tu Bồ Đà lại hỏi, như vậy Bồ Tát sơ phát tâm phải niệm pháp gì? Phật dạy, Ngài Tu Bồ Đà phải thường nhất niệm chủng trí. Vì sao? Vì nhất thiết chủng trí tức là vô thượng Bồ Đà, vì hết thảy Phật pháp đều nhiếp trọn trong nhất thiết chủng trí. Hỏi, vì sao Phật dạy Bồ Tát sơ phát tâm phải thường niệm nhất thiết chủng trí? Đáp, Bồ Tát sơ phát tâm chưa có được thâm trí huệ, khó có thể dứt bỏ các dục lạc thế gian, nên phải thường niệm nhất thiết chủng trí, phải thường niệm rằng ta phải bỏ thiện lạc riêng để cùng với hết thảy chúng sanh cầu được nhất thiết chủng trí được thanh tịnh khoái lạc. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nhất thiết chủng trí là hữu pháp hay vô pháp? Nếu là duyên, là tăng thượng, là hành, là tướng của nhất thiết chủng trí. Phật dạy, nhất thiết chủng trí là vô pháp, vô sanh, vô diệt, vô duyên. Lấy vô duyên làm duyên, lấy hy niệm làm tăng thượng, lấy tịch diệt làm hành, lấy vô tướng làm tướng. Hỏi, như vậy thì nhất thiết chủng trí là rút rõ vô niệm. Vì sao nói lấy hy niệm làm tăng thượng? Đáp, trí huệ Phật là rốt ráo không, rốt ráo thanh tịnh. Pháp như pháp tánh thật tế đều là vô tướng, tất cả đều là tịch diệt tướng. Mặc dù các pháp mỗi mỗi đều có lực riêng, nhưng khi đã được nhất thiết chủng trí, được thành Phật rồi, thì chẳng còn có tư duy, chẳng còn thấy có xa gần, khó hay dễ, vân vân. Lúc bấy giờ, hết thảy chỗ niệm đều được thành tựu viên mãn, bởi vậy nên nói lấy niệm làm tăng thượng. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, chỉ có nhất thiết chủng trí là vô pháp hay hết thảy các pháp khác đều là vô pháp? Phật dạy, hết thảy các pháp đều là vô pháp, vì các đầu theo nhân duyên hòa hợp sanh. Vì các pháp đều theo nhân duyên hòa hợp sanh là chẳng có tự tánh, là không, là vô pháp. Bởi vậy nên nói hết thảy pháp tánh đều là vô sở hữu. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát sơ phát tâm phải dùng phương tiện gì để tu sáu pháp ba la mật dẫn đến tu nhất thiết chủng trí nhằm giáo hóa chúng sanh? Phật dạy, thường quán hết thảy pháp vô tánh, cũng thường chứa nhóm các công đức giáo hóa chúng sanh, thanh tịnh Phật độ, tức là có phương tiện lực. Bồ Tát vẫn thường hành cả hai pháp có và không, nên ở nơi rốt ráo không mà vẫn thường thành tựu các phước đức. Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật là tu học Phật đạo. Bồ Tát dùng pháp rốt ráo không, rốt ráo vô sở hữu mà hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến nhất thiết chủng trí là tu học Phật đạo. Bồ Tát thường hành đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp. Đại từ đại bi là tu học Phật đạo. Khi được các pháp đầy đủ như vậy rồi, Bồ Tát tọa đạo tràng, dùng nhất niệm tương ương huệ, được nhất thiết chủng trí, ví như người đánh rơi viên như ý bảo châu, lần theo ánh sáng quang minh chiếu ra trong đêm tối mà tìm được viên ngọc quý đó. Lúc bấy giờ hết thảy tập khí phiền não đều chẳng còn sanh nữa. Nên Bồ Tát dùng Phật nhãn quán khắp mười thế giới, quán khắp mười phương thế giới, thấy rõ vô pháp còn chẳng có, huống nữa là hữu pháp. Bồ Tát tận phá được tâm chấp điên đảo và nơi rốt ráo không pháp được thành Phật, mà vẫn biết rõ chẳng có người đắc, chẳng có pháp đắc, chẳng có chỗ đắc. Bởi vậy nên nói, biết rõ hết thảy pháp đều là vô sở hữu tướng, như vậy là có được lực phương tiện của Bồ Tát.
vì vô pháp còn chẳng có, huống nữa là hữu pháp. Bồ Tát dùng vô sở hữu bát nhã ba la mật, nên khi bố thí chẳng thấy có pháp bố thí, có người thọ thí, có Bồ Tát tâm. Dẫn đến khi hành nhất thiết trùng trí, cũng chẳng thấy có người đắc, có pháp đắc, có chỗ đắc. Bồ Tát là người đắc vô thượng Bồ Đề, pháp đắc là vô thượng Bồ Đề, chỗ đắc pháp ấy chính là Bồ Tát đạo. Thế nhưng Bồ Tát thấy tất cả các pháp đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp từ xưa đến nay vốn là như vậy, chẳng phải do Phật làm ra, chẳng phải do Thanh Văn Bích Chi Phật làm ra, cũng chẳng phải do phàm phu làm ra, chẳng phải do trí huệ mà thay đổi khác. Hết thảy các pháp đều chẳng được tạo tác, đều chẳng có tác giả làm ra vậy. Ngài Tu Bồ Đề đã biết rõ các pháp đều là sở hữu tướng, nhưng vì muốn chúng hội hiểu rõ hơn về vô sở hữu tướng, nên Ngài nêu các câu hỏi. Các pháp là tánh ly chăng? Nếu các pháp là tánh ly, thì làm sao pháp ly lại biết được pháp ly? Pháp ly là hữu pháp hay là vô pháp? Vì sao? Vì vô pháp chẳng thể biết vô pháp, hữu pháp chẳng thể biết hữu pháp, vô pháp chẳng thể biết hữu pháp, hữu pháp chẳng thể biết vô pháp. Như vậy hết thảy pháp đều là vô sở hữu tướng, thì làm sao Bồ Tát có thể phân biệt nói các pháp là có hay là không? Phật dạy Bồ Tát đi theo thế tục mà vì chúng sinh nói có, nói không, đó chẳng phải là đệ nhất nghĩa. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế khác nhau chăng? Phật dạy chẳng có khác nhau. Vì sao? Vì nếu nói thế tục đế và đệ nhất nghĩa đế khác nhau, thì tức là phá hoại pháp tánh rồi vậy. Nên biết thế tục đế như, tức là đệ nhất nghĩa đế như, vì chúng sanh chẳng biết như vậy nên Bồ Tát phải vì chúng sanh dùng thế tục đế mà nói có nói không vậy. Vì chúng sanh ở nơi nằm ấm mà có khởi chấp nên chẳng biết được nằm ấm, cùng hết thảy các pháp đều là vô sở hữu tướng. Bồ Tát vì chúng sanh thuyết vô sở hữu thế tục pháp nên đã phân biệt nói về hữu pháp và vô pháp để chúng sanh hiểu rõ nghĩa ông vô sở hữu. Là như vậy đó, Bồ Tát phải như vậy mà hành bát nhã ba la mật. Phẩm thứ 72, Bồ Tát hạnh, hạnh của Bồ Tát. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành như thế nào mà gọi là hành Bồ Tát hạnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành vì vô thượng Bồ Đề nên gọi là hành Bồ Tát hạnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Vì sao Bồ Tát hành vì vô thượng Bồ Đề mà gọi là hành Bồ Tát hạnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đó là Bồ Tát hành sắc không dẫn đến thức không, hành sắc không dẫn đến pháp không, hành nhãn không dẫn đến ý không, hành nhãn giới không dẫn đến ý thức giới không, hành đạt ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, hành nội vụ không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, hành bốn thiền bốn vô lượng tâm, hành không vô biên xứ định dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, hành bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác tri, tám thánh đạo, hành ba tam muội không vô tướng và vô tác, hành tám búi xả, hành chín thứ đệ định, hành mười phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí, hành mười tám bước cộng pháp, hành đại từ đại bi, hành thanh tịnh phật độ, hành thành tựu chúng sanh, hành các biện tài, hành văn tự nhập vào chỗ vô văn tự, hành các đá la ni, hành hữu vi tánh, hành vô vi tánh, hành tất cả như hành vô thượng Bồ Đề, chẳng phải hai việc làm sai khác. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật gọi là hành vô thượng Bồ Đề hạnh, hành Bồ Tát hạnh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đi theo nghĩa gì mà gọi Phật là Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, biết thật nghĩa của các pháp nên gọi là Phật, được thật tướng của các pháp nên gọi là Phật, thông đạt thật nghĩa nên gọi là Phật, như thật biết các pháp nên gọi là Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, y theo nghĩa gì mà gọi là Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nghĩa không là nghĩa Bồ Đề, nghĩa như là nghĩa Bồ Đề, nghĩa pháp tánh, nghĩa thật tế là nghĩa Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, danh tướng ngôn thuyết là nghĩa Bồ Đề.
Này tu Bồ Đề, thật nghĩa của Bồ Tát, của Bồ Đề là chẳng thể phân biệt được, chẳng thể phá hoại được, đó là nghĩa Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, thật tướng của các Pháp là chẳng hư dối, chẳng khác biệt, đó là nghĩa Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, Bồ Đề là Pháp sở hữu của chư Phật, do vậy mà gọi là Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, chánh trí của chư Phật biến cùng khắp, chư Phật chánh biến tri, do vậy mà gọi là Bồ Đề. Ngày tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hữu Bồ Tát vì Bồ Đề mà hành sáu pháp ba la mật, diễn dẫn đến hạnh nhất thiết trùng trí, thì ở nơi các pháp có gì được may mắn, có gì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh chăng? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát vì Bồ Đề mà hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến hạnh nhất thiết trùng trí, thì ở nơi các pháp có gì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh cả? Vì sao? Vì việc Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng phải vì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh mà khởi xuất. Ngài tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu hành bát nhã ba la mật vì chẳng vì được hay mất, tăng hay giảm, sanh hay diệt, cấu hay tịnh, thì Bồ Tát làm sao có thể hành một ba la mật mà nhiếp được cả năm ba la mật kia? Làm sao có thể hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không? Làm sao có thể hành bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định? Làm sao có thể hành bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo? Làm sao có thể hành ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác? Làm sao có thể hành 10 phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi? Làm sao có thể hành 10 địa Bồ Tát? Làm sao có thể vượt qua thanh văn địa, bích chi phật địa để nhập vào Bồ Tát vị? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng dùng 2 pháp khi hành 6 pháp ba la mật, dẫn đến chẳng dùng 2 pháp khi hành nhất thiết trùng trí. Ngài tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu chẳng dùng 2 pháp khi hành 6 pháp ba la mật, dẫn đến chẳng dùng 2 pháp khi hành nhất thiết trùng trí, thì từ sơ phát tâm đến tối hậu tâm, Bồ Tát làm sao tăng trưởng được thiện căn? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, nếu dùng 2 pháp thì chẳng tăng trưởng được thiện căn. Từ sơ phát tâm đến tối hậu tâm, Bồ Tát chẳng dùng 2 pháp, nên ở chặng giữa đó mới tăng trưởng được thiện căn. Bởi vậy nên hết thảy thế gian, trời người Atula chẳng thể phá hoại thiện căn của Bồ Tát, chẳng thể khiến Bồ Tát lạc về thanh văn địa, bích chi phật địa. Các ác bất thiện pháp chẳng thể chế ngự được Bồ Tát, chẳng thể ngăn Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật nhằm tăng trưởng thiện căn. Ngài tu Bồ Đề, Bồ Tát phải như vậy mà hành bát nhã ba la mật. Ngài tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát vì thiện căn mà hành bát nhã ba la mật chăng? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, chẳng phải vậy. Bồ Tát chẳng phải vì thiện căn mà hành bát nhã ba la mật, cũng chẳng phải vì thiện căn mà hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát chưa cúng dường chư Phật, chưa đầy đủ thiện căn, chưa thân cận thiện tri thức, thì chưa có thể được nhất thiết chủ trí. Ngài tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát cúng dường chư Phật đầy đủ thiện căn, thân cận thiện tri thức, như thế nào mới được nhất thiết chủng trí? Phật dạy: Này tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát đã cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết 12 bộ kinh, nghe xong liền thọ trì đọc tụng tư duy quán chiếu rõ ràng, do liễu đạt nên được các đà la ni, do được các đà la ni nên phát khởi được vô ngại trí, do phát khởi được vô ngại trí nên dù sanh ở nơi nào, dẫn đến khi được nhất thiết trùng trí, vẫn chọn chẳng hề quên sót. Lại nữa, Bồ Tát cũng thường trọng thiện căn nơi chư Phật, do nhân duyên trọng thiện căn mà chọn chẳng đạt về ba đường ác, chẳng bị các ách nạn, cũng do nhân duyên trọng thiện căn mà được thâm tâm thanh tịnh, do được thâm tâm thanh tịnh mà có thể thanh tịnh Phật độ, thành tựu chúng sanh. Lại do thường được sự hộ trì của các thiện căn nên chọn chẳng xa rời chư Phật, trừ Bồ Tát, trừ thành văn và những bậc chân thiện trí thức, và thường tán thán Phật pháp và tăng. Như vậy, này tu Bồ Đề, Bồ Tát phải cúng dường chư Phật, phải gieo trồng chư thiện căn, phải thân cận trừ thiện trí thức. Luận:
Ở phẩm trước đã nói nhiều về Bát Nhã Ba La Mật, ở phẩm này nói về hành Bồ Tát hạnh. Hỏi: Nếu Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy pháp thì hành Bát Nhã Ba La Mật là hành Bồ Tát hạnh. Như vậy vì sao còn hỏi nữa? Đáp: Hành hết thảy các đạo của Bồ Tát gọi là hành Bồ Tát hạnh. Còn biết thật tướng của hết thảy pháp là do trí huệ nên gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật. Tuy rằng hành Bát Nhã Ba La Mật và hành Bồ Tát hạnh có chỗ sai khác nhau, nhưng Bát Nhã Ba La Mật và Bồ Tát hạnh có cùng cộng tướng tương nhiếp nhau nên chẳng có sai khác vậy. Có thuyết nói tất cả các nghiệp và thân khẩu và ý của Bồ Tát, tất cả các sự vận hành của Bồ Tát đều gọi là Bồ Tát hạnh. Vì muốn phân biệt rõ các điều kiện nêu trên đây nên Ngài Túc Bồ Đề hỏi Phật: Bồ Tát hạnh như thế nào mà gọi là hành Bồ Tát hạnh? Phật dạy: Bồ Tát hành với vô thượng Bồ Đề nên gọi là hành Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hành các thiện pháp mà chẳng có chấp trước mới gọi là hành Bồ Tát hạnh. Nếu còn chấp tâm mà hành các thiện pháp thì chẳng thể gọi là hành Bồ Tát hạnh được. Phải dùng từ bi trí huệ vì vô thượng Bồ Đề mà hành mới là hành thanh tịnh Bồ Tát hạnh. Thế nào là hành thanh tịnh hạnh? Đó là hành năm ấm không dẫn đến hành hữu vi tánh, vô vi tánh mà chẳng phân biệt được các pháp đó là không, là thật, dẫn đến là hữu vi, là vô vi. Phải hành các pháp như hành vô thượng Bồ Đề, lại phải diệt các khí luận, phải dùng bất nhị tướng mới gọi là hành thanh tịnh Bồ Tát hạnh. Hành như vậy là chẳng có lỗi lầm, chẳng ai có thể phá hoại được. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bồ Tát hành thanh tịnh Bồ Tát hạnh như vậy sẽ được quả báo là Phật, nên sanh tâm hoan hỷ và hỏi Phật: Biết theo nghĩa gì mà gọi Phật là Phật? Phật dạy: Biết thật nghĩa của các pháp nên gọi là Phật. Hỏi: Chư vị A-la-hán, bích chi Phật cũng biết thật nghĩa của các pháp, như vậy vì sao chẳng được gọi là Phật? Đáp: Trước đây đã có nêu thí dụ về các ngọn đèn đều có công năng đẩy lùi bóng tối, nhưng tùy theo cường độ ánh sáng có nhiều có ít khác nhau mà kết quả phá màn tối có nhiều ít sai khác nhau. Trừ Thanh Văn và Bích Chi Phật, tuy đã phá được vô minh, nhưng chưa tận diệt vô minh rốt ráo như Phật. Những gì phàm phu tin là thật, thì Bồ Tát chẳng cho là có thật nghĩa. Vì sao? Vì phàm phu còn bị các tập khí phiền não che tâm, nên chưa hiểu rõ được thật nghĩa, chưa được nhất thiết chủng trí, phải tận đoạn các pháp nghi hối mới gọi là được chánh trí thật nghĩa. Hỏi: Đoạn kinh trên đây nói biết thật nghĩa của các pháp, được thật tướng của các pháp, thông đạt thật nghĩa, như thật biết các pháp nên được gọi là Phật. Như vậy bốn nghĩa ấy có gì sai khác chăng? Đáp: Có thuyết nói dù danh tự có khác nhưng nghĩa chẳng có gì sai khác cả. Có thuyết nói nghĩa và danh đều có sai khác. Ví như nói thật tướng các pháp là bất sanh bất diệt, pháp tánh là thường trú là như, niết bàn là thường trú là tịch diệt, vân vân. Phải biết rõ các danh tướng ấy chẳng có lầm lẫn, nhưng vì chúng sanh mà phải lập ra có danh có nghĩa sai khác, khiến chúng sanh giải được đệ nhất thật nghĩa. Trong bốn vô ngại trí thì nơi đây nói đến thuyết vô ngại trí và pháp vô ngại trí. Có thuyết nói có người tuy biết được thật nghĩa của các pháp mà chẳng có thể thông đạt thật nghĩa do hai nguyên nhân sau đây. Vì chưa tận đoạn phiền não